Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 101 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua dòng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1109 diễn võ lần thứ nhất Lâm Tú dự định nhanh chóng giải quyết trận chiến thân hình hẳn lóe lên đã đến trước người thanh niên của Diêm Tộc Lúc này tài quán nhanh chóng truyền đến một giọng nói. Vị hôn thê của ta đang nhìn qua kính không gian. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi và ta đánh thêm một lúc. Ta tặng ngươi một tòa trang viên ở khu vực cư trú số 1. Nơi đó có núi có sông cảnh đẹp. Còn có quyền cư trú 100 năm vũ trụ. Xin ngươi đừng có từ chối. Ảnh mắt của Lâm Tú hơi lóe lên. Khu vực cư trú số 1 là khu dân cư trung tâm của Bắc Thần Tinh, nguyên lực ở đó còn nhiều hơn cả dược số 73. Hắn vốn định sau lần diễn võ này, hắn sẽ thuê một tòa nhà lớn ở đó. Tuy nhiên giá cả nơi đó cũng đắt hơn, chưa nói đến kiểu trang viên tư nhân này. Có một tòa trang viên, bọn họ có thể tu luyện ở nhà rồi. Sẵn sàng giúp đỡ người khác là đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Lâm Tú không có muốn đánh hắn ta trước mặt dị hồn thê hắn thu lại phần lớn sức lực đấm vào người của thanh niên diêm tộc kia hắn bay ra ngoài mấy chục mét còn đối phương thì rời khỏi hơn 100 mét trong lòng của thanh niên diêm tộc thở phào nhẹ nhõm chủ động tấn công bên cạnh mỗi cái kính không gian mọi người cũng sôi nổi thảo luận hắn thực sự có thể cầm cự lâu như vậy dưới tay của nhân tộc sao ngay cả hàng băng cự nhân cũng không cản được một đấm của hắn diêm cốt tộc cũng bị hắn đuổi giết không hổ là diêm tộc. Tướng sĩ diêm tộc này cũng rất lợi hại, nếu như không có nhân tộc này, người đứng đầu diễn võ lần này chính là hắn rồi. Tuy rằng thiên tài của diêm tộc rất mạnh, nhưng mà cuối cùng cũng không phải là đối thủ của nhân tộc. Hắn ta chỉ có thể cầm cự nhiều hơn cường giả chủng tộc khác một chút, sau đó lập tức bị loại bỏ. Tuy nhiên, nhân tộc thắng cũng không có dễ dàng. Hắn đứng đó, cơ thể lắc lư, suýt nữa ngã xuống đất lại mạnh mẽ đứng thẳng người lên. Trong không trung, nguyên hồn của Diêm Tinh nhìn dáng người lung lay sắp đổ phía dưới, cũng kinh ngạc vì diễn xuất của hắn. Hơn nữa hắn ta mơ hồ, cảm thấy đối phương có lẽ không phải là lần đầu tiên làm cái chuyện này. Dựt số 73, Lâm Tú Thắng Một giọng nói không cảm xúc gì vang lên ở chiến trường. Tinh nhuệ của tam vệ mặc dù chỉ còn nguyên hồn cũng nhìn không được, vui mừng, nhảy nhót mà ở khu vực cư trú số 73 trong tam vệ tiếng quang hồ rất lớn dường như muốn lật tung doanh trại lần diễn võ này của bắc thần vệ tam vệ vô danh của vực số 73 có thể nói đã có cảm giác tồn tại dưới sự dẫn dắt của lâm tú đã vượt qua mọi khó khăn đoạt được vị trí thứ nhất ngoài lâm tú một trăm tinh nhuệ tham gia cuộc chiến cũng nhận được cái phần thưởng thiên diêm tệ và tích lũy công trạng sau vài trận chiến khốc liệt, các chủng tộc của vũ trụ ở Bắc Thần Tinh đều nhớ kỹ cái tên của Lâm Tú, nhớ kỹ nhân tộc. Bắc Thần Tinh, khu cư trú số 1, là khu vực cư trú số 1 Bắc Thần Tinh, dùng cư trú số 1 có nguồn lực nhiều nhất trong Bắc Thần Tinh, thậm chí là cả Bắc Dược, nơi có nguồn lực dày đặc nhất. Môi trường ở đây cũng rất thích hợp, không phải là khu vực cực lạnh hay là cực nóng nơi chỉ thích hợp cho những dân tộc thiểu số sinh sống. Các nhân vật lớn trên Bắc Thần Kinh hầu hết đều sống ở đây. Tương ứng, chi phí cư trú của khu dân cư ở đây cũng đắt hơn. 100.000 thiên diêm tệ mỗi năm vũ trụ chỉ là phí vào thành. Đây cũng không phải là chi phí mà chủng tộc bình thường trong vũ trụ có thể chi tiêu được. Mà có thể mua hoặc là thuê trang viên lớn bên ngoài thành trì khu vực cư trú số 1 xuất thân càng cao quý đến khó có thể tưởng tượng được. Trang viên của Diêm Tinh ở đây là do gia tộc thuê cho hắn. Lão tổ tông của gia tộc hắn là một trong 18 vị tướng quân của Diêm tộc, có thực lực là nguyên cảnh tầng 6. Phải biết rằng thực lực của dược chủ Bắc dược mới là nguyên cảnh tầng 5. Giống như đại hạ, trong thiên Diêm Tinh, tài nguyên của các dược bốn phía không có thể so sánh được với khu vực trung tâm hầu hết cường giả của đế quốc thiên diêm đều tụ tập ở thiên hà thiên diêm. Các dược ở bốn phía có cảm giác hơi hoang dù hẻo lánh. Trên thực tế, đó là một vùng đất hẻo lánh, nguyên lực so với các thiên hà khác vẫn dồi dào. Nhưng mà so với thiên hà thiên diêm thì còn lâu mới so được. Những cường giả chân chính kia đều không có muốn tới nơi này. Tòa trang viên có thể so với diện tích kinh thành đại hạ, hiện giờ đã trở thành khu vực riêng của Lâm Tú sau khi mà Diêm Tinh thua Lâm Tú, hắn ta dự định trở về Thiên Diêm Tinh thành hôn với vị hôn thê. Tuy rằng hắn ta không phải là người được đào tạo chính của gia tộc, nhưng mà cũng không ở đây lâu. Theo lời hắn ta nói, lần này hắn ta trở về thì có thể trực tiếp giữ chức Bách Phu Trưởng của Thiên Diêm Vệ. Chương 1110 Bách Phu Trưởng Bách Thần Vệ ở đế quốc Thiên Diêm chỉ có thể coi như là quân biên phòng, thiên diêm vệ mới là cận vệ thực sự. Tiễn diêm tinh và vị hôn thuê của hắn xong, Lâm Tú lập tức trở lại khu vực riêng của hắn. Thải y, tần quyển làm ra một mảnh đất để trồng rau. Khi mà các nàng từ trái đất chuyển đến đây đã mang theo rất nhiều hạt giống. Sau khi mà gieo hạt giống xuống đất, Lâm Tú đã dùng nguyên lực thúc đẩy các loại rau và hoa quả chín rất nhanh. Không lâu sau, Lâm Tú đã ăn được mì canh nấm lâu rồi không ăn thiên diêm tinh không có bán mì canh nấm các chủng tộc ở đây thấp nhất cũng là cấp địa ở bắc thần tinh có nguyên lực dồi dào cho nên họ không cảm thấy đói khát lâm tú đã không thể nhớ được cái lần cuối mà hắn ăn là khi nào nữa hắn sinh ra là một con người cho dù đã là một dạng sống khác không cần ăn uống cũng có thể sống được nhưng mà vẫn khó có thể từ bỏ ham muốn ăn uống trước cửa nhà có một cái hồ rất lớn lâm tú đào một mảnh đất trồng rau bên cạnh hồ, làm một vườn cây ăn quả, còn trồng đủ các loại hoa. Nếu như mà hắn không đi vào vũ trụ, cuộc sống về già khoáng ở trái đất có lẽ chính là như vậy. Môi trường ở đây tất nhiên tốt hơn nhiều so với trái đất, nhưng mà nó vẫn có một số đáng tiếc và khuyết điểm. Bầu trời ở đây luôn có màu xanh, không lạnh cũng không nóng, chỉ có ngày không có đêm. Trên bầu trời cũng không có mây, không thể nhìn thấy mặt trời cũng không bao giờ nhìn thấy mặt trăng, rất khó có thể cảm nhận thời gian bằng trực giác. Đối với những cường giả đỉnh cao, một lần bế quan có thể kéo dài đến hàng trăm nghìn năm. Lâm Tú khoanh chân ngồi trên bãi đất trống, trước mặt hắn có một viên nguyên tinh đang lơ lửng. Đây là một trong những lý do khiến cho hắn bỏ ra 100 nghìn thiên diêm tệ. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho rất nhiều chủng tộc vũ trụ đồng ý sinh sống ở Bắc Thần Tinh chỉ cần có tiền, tài nguyên gì cũng có thể mua được, thậm chí bao gồm cả nguyên tinh của nguyên cảnh tầng năm. Hắn nắm nguyên tinh trong tay, kích hoạt nguồn lực, viên nguyên tinh này giống như là đang tan chảy, hoàn toàn biến mất trong tay của hắn. Cùng lúc đó, một năng lượng cuồng bạo từ trong thân thể của hắn xông ra ngoài. Trước đây không lâu, Lâm Tú từng có thể thử đột phá, nhưng vì tham gia diễn võ, hắn vẫn luôn áp chế tu vi viên nguyên tinh này sinh ra năng lượng cuồng bạo, đánh bật các cái lỗ hổng của bức tường tồn tại vô hình trong cơ thể của hắn. Sau khi mà lỗ hổng này xuất hiện, nguyên lực của Lâm Tú cũng giống như nước dở đê chảy về phía khoảng trống kia, khiến cho khoảng trống kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng đầy, cuối cùng nuốt toàn bộ bức tường kia. Khí tức còn chưa có kịp lan ra đã bị che lấp trong vô hình. Chúng nữ đang tu luyện ở khắp nơi cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể tăng lên. Lâm Tú mở mắt ra, lần này tính cả bình cảnh, hắn từ nguyên cảnh tầng 1 đột phá đến nguyên cảnh tầng 2 cũng chỉ mất không có đến một năm rưỡi, không phải là năm vũ trụ mà là năm của trái đất. Chỉ có ở đây, thiên phú của hắn và linh quân mới có thể đạt đến trình độ tốt nhất. Sau nguyên cảnh tầng 2, tốc độ hắn ngưng tụ nguyên tinh sẽ càng nhanh hơn, hiệu quả cũng cao hơn, có lẽ không lâu sau hắn có thể đưa chúng nữ lên nguyên cảnh. Linh quân và chúng nữ đều đang bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, nguyên tinh lâm tú ngưng tụ cho bọn họ, các nàng còn chưa kịp hấp thụ hết. Sau khi mà đột phá, lâm tú rời khỏi chỗ này, hắn đi tới khu dân cư của dựt số 73 trước. Trong doanh trại tam vệ, thiên phu trưởng nhìn lâm tú kinh ngạc nói, Ngươi có thể đột phá nhanh vậy sao? Lâm Tú gật đầu nói, ta vốn có thể đột phá từ sớm, nhưng mà vẫn trấn áp để mà có thể tham gia diễn võ đó. Diêm Trần không hỏi nhiều nói, ngươi đột phá rất là đúng lúc, bốn tướng quân dự định bế quan một. Bốn tướng quân cũng dự định bế quan đột phá lên nguyên cảnh tầng 4, đúng lúc ta giao tam vệ lại cho ngươi. Trở thành bách phu trưởng, cần có thực lực nguyên cảnh tầng 2 và 100 công trạng mỗi một năm vũ trụ của Bắc thần vệ đều tích lũy được 10 điểm công trạng. Nhiều nhất là 10 năm vũ trụ có thể thăng chức lên bách phu trưởng. Mặc dù Lâm Tú vừa mới gia nhập Bắc thần vệ không lâu, nhưng mà hắn đứng đầu diễn võ lần này. Ngoài cái phần thưởng hàng triệu thiên diêm tệ ra, hắn còn có thêm 100 công trạng, vừa đủ để hắn thăng chức lên bách phu trưởng. Nguyên cảnh tầng 2, 100 công trạng, thủ tục đều đủ chỉ cần làm một lượt quá trình là Lâm Tú có thể được bổ nhiệm. Phía trên đã thay đổi cho hắn một bộ áo giáp mới, thẻ thân phận mới. Lâm Tú trở thành bách phu trưởng tam vệ của khu vực 73. Hơn nữa, bởi vì thiên phu trưởng bế quan, cho nên thực tế hắn thay mặt thiên phu trưởng. Chương 1111, Bách Phu Trưởng Trước khi bế quan, thiên phu trưởng gọi Lâm Tú đến doanh trại, dỗ dài của hắn nói, lần này bản tướng quân bế quan ít nhất cũng phải mất 2 năm vũ trụ trong khoảng thời gian này tam vệ giao cho người đối với năng lực của lâm tú diêm trần rất yên tâm dặn dò hắn một lúc rồi hắn ta yên tâm đi bế quan lâm tú đi ra khỏi doanh trại nhìn thấy biểu cảm phức tạp của diêm dân khi mình nhìn hắn lâm tú hỏi có chuyện gì sao diêm dân lắc đầu nói không có gì lần đầu tiên nhìn thấy lâm tú hắn vẫn còn là một nhạc sĩ lang thang trên đường phố. Chưa có đến nửa năm vũ trụ, hắn đã trở thành bách phu trưởng giống như hắn ta rồi, quyền lực còn ở trên hắn ta nữa. Điều này làm cho khi hắn ta đối mặt với Lâm Tú, trong lòng khó tránh khỏi hơi chua xót. Thiên phu trưởng tạm thời giao tam vệ cho Lâm Tú, sau khi mà diễn võ kết thúc, nhiệm vụ của bọn họ là tuần tra mấy thành trì trong vực, bình thường không có chuyện gì khác. Lâm Tú và Diêm Dân có kính không gian để mà liên hệ. Hắn bình thường không có ở đại doanh, bất kể là dạng phu trưởng hay là thiên phu trưởng, hầu hết thời gian đều tu luyện. Nhiệm vụ cụ thể của các vệ do bách phu trưởng quyết định. Sau khi mà rời khỏi đại doanh, Lâm Tú mang gần như tất cả thiên diêm tệ, đổi thành tài nguyên tu luyện thông qua thiên diêm điện. Hắn chỉ để lại có mấy triệu thiên diêm tệ dùng trong trường hợp cần thiết mấy triệu thiên diêm tệ đổi lấy số lượng lớn bảo vật các hệ, trong đó là hệ quả chiếm phần lớn. Những thứ này đủ để đưa chúng nữ lên nguyên cảnh, thậm chí ngay cả linh quân cũng có thể tu luyện đến nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong trước 2 năm. Trong trang viên riêng, Lâm Tú phân chia những cái thứ kia cho các nàng rồi một mình trở về phòng tu luyện. Nguyên lực của khu vực cư trú số 1 dày đặc hơn mà tốc độ hắn hấp thụ nguyên lực cũng nhanh hơn cả người của hắn bị nguyên lực bao quanh lâm tú nhanh chóng đắm chìm vào một trạng thái kỳ diệu linh hồn của hắn dường như đang rời khỏi thân thể lơ lửng trong khoảng không vô tận nơi này không có phương hướng không có thời gian cũng không có không gian lâm tú dường như chỉ dừng lại ở đây trong nháy mắt lại giống như là dừng lại ở đây hàng trăm triệu năm không biết qua bao lâu hắn bỗng nhiên mở mắt ra trước mắt hắn là một đôi mắt quen thuộc linh nằm đang đứng trước mặt của hắn cẩn thận đánh giá nhìn thấy lâm tú đã tỉnh nàng mới nâng mặt của lâm tú khiếp sợ nói cuối cùng chàng cũng đã tỉnh rồi chàng có biết chàng tu luyện bao lâu rồi không một năm rưỡi rồi đó chàng cứ ngồi không có nhúc nhích một năm rưỡi rồi trong lòng của lâm tú kinh ngạc ở trong trí nhớ của hắn hắn dường như mới bắt đầu tu luyện mà đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy. Lần trước, hắn tu luyện bên ngoài, chỉ nhắm mắt có một lúc, nhưng mà khi mở mắt đã trôi qua một năm. Hắn cho rằng chỉ là việc ngoài ý muốn, không ngờ lần này tình huống này lại xuất hiện. Lâm Tú lập tức cảm giác được trong cơ thể có thứ gì đó. Quả nhiên, một khắc trước thực lực của hắn vẫn như vừa mới tiến vào nguyên cảnh tầng 2, giờ phút này hắn ở nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, gần chạm tới nguyên cảnh của tầng 3. Hắn vốn không có cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng mà đã qua một năm rưỡi rồi. Dường như sau khi mà hắn tiến vào cảnh giới mới, chỉ cần bắt đầu tu luyện sẽ tiến vào cái trạng thái này. Trạng thái này không rút ngắn thời gian tu luyện của hắn, nhưng có thể làm cho hắn không cảm giác được thời gian trôi qua. Trạng thái này có ưu mà cũng có nhược điểm. Nhược điểm là thời gian bị mất này hắn không có bất kỳ trải nghiệm nào, giống như âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Đương nhiên, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Tu luyện là quá trình rất nhàm chán. Trạng thái này có thể làm cho hắn bỏ qua quá trình. Trực tiếp đạt được kết quả, hắn chỉ cần mở mắt nhắm mắt, tu vi tự mình đạt đến cảnh giới khác. Sau khi mà Lâm Tú kết thúc tu luyện, tu vi của Linh Năm đã là nguyên cảnh. Không chỉ có nàng, Thiên Diệp Lẫm, Na Tháp Toa, Tần Nguyễn, ngưng Nhi và Minh Hà. Dưới tác dụng của các loại tài nguyên cũng đều bước vào nguyên cảnh. So với Lâm Tú và Linh Quân, bước đường vào nguyên cảnh của các nàng dễ dàng hơn. Cũng không có gặp thất bại gì, tất cả đều là nước chảy thành sông. Linh Quân cũng đã là nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong. Nàng chỉ cần tu luyện một khoảng thời gian có thể thử đột phá lên nguyên cảnh tầng 2. Đây chính là ý nghĩ của Lâm Tú dẫn các nàng đến bắt thần kinh. Nếu ở trái đất, các nàng mất mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể đạt đến nguyên cảnh. Tiến vào nguyên cảnh có ý nghĩa cấp độ sinh mệnh của sự thay đổi, có thể trực tiếp hấp thụ nguyên lực. Cánh cửa tu luyện chính thức đã mở ra cho các nàng. Nửa ngày sau, Lâm Tú rời khỏi trang viên, hắn đi đến đại doanh tam dạy trước. Chương 1112 lại là hắn hắn bế quan mất một năm rưỡi hắn không biết những cái chuyện gì xảy ra ở tam vệ cũng không biết diêm dân có dùng kính không gian liên hệ với hắn không nhìn thấy diêm dân hắn liếc mắt một cái lâm tú lập tức biết là không có lần trước lâm tú đã nhìn ra thái độ của diêm dân đối với hắn rất phức tạp lúc đầu hắn ta lấy thân phận bách phu trưởng của bắc thần vệ từ trên cao nhìn xuống lâm tú nhưng mà không lâu sau lâm tú từ một nhạc sĩ lang thang chuyển mình thành nửa cấp trên của hắn ta, cho nên cảm giác của hắn ta đối với Lâm Tú rất xấu hổ. Một năm rưỡi này, nơi này không có xảy ra cái chuyện gì lớn, hắn ta không có liên lạc với Lâm Tú. Trong vũ trụ, một năm rưỡi chỉ là một cái búng tay, không đến một phần ba năm vũ trụ. Tuy rằng khi mà hắn ta đối mặt với Lâm Tú hơi xấu hổ, nhưng mà diêm dân đối với hắn cũng không quá ý gì, cười hỏi người đã lâu không có xuất hiện ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không có đến tham gia diễn võ của bách phu trưởng chứ. Lâm Tú cũng thầm nghĩ may mắn, may mà nguyên lực của khu vực cư trú số 1 dày đặc hơn. Nếu mà hắn tu luyện thêm một tháng nữa, thì có khả năng sẽ không kịp diễn võ của bách phu trưởng rồi. Nếu hắn có thể đạt vị trí thứ nhất, có thể nhận được 100 triệu thiên diêm tệ, phần thưởng gấp 10 lần diễn võ của bắc thần vệ, đủ để đưa tất cả các nàng lên nguyên cảnh rồi càng đừng nói còn có công trạng hắn rất coi trọng đạt được vị trí thứ nhất của diễn võ bách phu trưởng chỉ cần tu vi quán đủ đến lúc đó có thể thẳng thắng lên thiên phu trưởng lâm tú bế quan một năm rưỡi thiên phu trưởng cũng dẫn bế quan lần diễn võ bách phu trưởng này cùng với các vệ khác của dược số 73. Trong dược số 73, trong 10 vệ có 103 vị bách phu trưởng. Mỗi một dược chỉ có thể chọn ra một bách phu trưởng mạnh nhất. Nếu muốn bộc lộ hết tài năng trong hơn 100 người thì một trận cũng không thể thua. Thua một trận tức là bị loại bỏ. Trên một hành tinh nhỏ ngoài Bắc Thần Tinh, các bách phu trưởng của các vệ đã tụ tập lại. Bách phu trưởng của 10 vệ sau khi mà đảo thứ tự sẽ ngẫu nhiên ra sân. Tài của Diêm Dân đặt trên vai của Lâm Tủ nói, kỳ thật lần này ngươi không tham gia cũng được. Mặc dù cách đây không lâu, Lâm Tú rất nổi bật trong diễn võ của các vệ, nhưng mà đó là thi đấu nguyên cảnh tầng 1. Hắn vừa mới thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 2 không lâu, làm sao có thể là đối thủ của những cường giả đã thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 2 từ 100, thậm chí 200 năm vũ trụ. Lâm Tú mỉm cười nói, coi như là ta tăng thêm kiến thức đi. Diêm dân an ủi hắn nói, cũng đúng, người mới thăng chức bách phu trưởng cho dù thua cũng không sao. Dù sao thì hàng năm ngươi đều có cơ hội tham gia. Dạng phu trưởng của dựt số 73 không ở Bắc Thần Tinh, Dòng sơ tuyển diễn võ của bách phu trưởng này do thiên phu trưởng nhất vệ thay thế chủ trì. Hắn lơ lửng trong khoảng không, đọc ra hai cái tên. Nhất vệ Diêm Tường và Tam vệ Diêm Dân. Diêm tộc, Diêm ma tộc, Diêm cốt tộc và các chủng tộc có năng lực hệ quả đều lấy họ diêm ngọn lửa và giặc tổ tín ngưỡng của người trong tộc bọn họ diêm dân là người đầu tiên lên sàn đấu lâm tú và bách phu trưởng khác của tam vệ theo dõi phía dưới diễn võ của bách phu trưởng cũng không phải là hỗn chiến mà là một đấu một năng lực của hai người đều là lửa lúc mà đối chiến mặt đất trong vòng mấy chục mét đều hòa tan thành nham thạch nóng chảy đủ các cái động tác có quy lực cực mạnh lần lượt được sử dụng mặt đất của hành tinh nhỏ đã bị tàn phá, không ra hình dáng. Một trong hai người, ai cũng có thể hủy diệt trái đất, thậm chí thống trị cả giải ngân hà. Lực lượng của bọn họ không khác nhau lắm, cuối cùng vẫn là diêm dân thua một chút. Hắn ta hơi thất vọng bay lên thở dài nói, mỗi lần đều bị loại từ cái trận đầu tiên, sang năm ta không có tham gia nữa, 50 năm sau lại đến. Lầm tú, vỗ bả dài của hắn ta tỏ vẻ an ủi. Tiếp theo, mấy tên bách phu trưởng khác của Tam Vệ lần lượt ra sân. Trong thắng, có thua, rất nhanh đã đến lượt Lâm Tú. Thiên phu trưởng nhắc dậy nói, thất vệ Diêm Long và Tam Vệ Lâm Tú. Sau khi biết được đối thủ của Lâm Tú, Diêm Dân thay đổi sắc mặt nói, Xong rồi, Lâm, ngươi nên nhận thua đi. Diêm Long của thất vệ, 10 năm vũ trụ trước đã tu luyện đến nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Lâu như vậy, hắn ta còn chưa có đột phá, chính là vì muốn giành cái vị trí đầu trong diễn võ bách phu trưởng. Người mới vừa tiến vào nguyên cảnh tầng 2, ngư giảng đánh nhau rất có thể bị trọng thương nha. Lâm Tú xua tay nói, không có việc gì đâu. Nói xong, hắn dứt khoát bay xuống sân. Tên của Lâm Tú, các bách phu trưởng của dựt số 73, không xa lạ gì. Trong khoảng thời gian này, hắn rất nổi bật trong hai triệu bắt thần vệ làm choáng khá nổi tiếng trong bắt thần tinh. Chương 1113 lại là hắn. Tuy nhiên, chính bởi vì cái điểm này mà diễn võ hôm nay không ai để hắn trong lòng. Không lâu trước đây, hắn vẫn còn là nguyên cảnh tầng một, đối với bọn họ cũng không uy hiếp gì. Ngược lại Diêm Long là đối thủ mà tất cả mọi người đều phải cảnh giác. Toàn bộ dược số 73, chỉ có một bách phu trưởng có thể thành cấp cho dù bị loại ngay cái trận đấu tiếp theo cũng vẫn có thể lấy được nhiều công trạng dường như mục tiêu của mọi người đều là giết người từ lãnh địa của mình ra về phần giành vị trí đầu tiên của diễn võ bách phu trưởng bọn họ ngay càng nghĩ cũng không có dám nghĩ tới trong khi bọn họ vẫn suy nghĩ trận đấu phía dưới đã bắt đầu trên mặt đất của hành tinh nhỏ đã bị bao phủ bởi biển lửa biển lửa cuồn cuộn không ngừng không thấy rõ tình hình bên trong nhưng mà họ có thể dự đoán được bởi vì thực lực trên lệch quá lớn trận chiến này nhất định sẽ nhanh chóng kết thúc sự thật đúng như tất cả mọi người mong đợi biển lửa cuồn cuộn trong chốc lát sau đó bắt đầu rút đi cuối cùng tất cả đều tràn vào trong cơ thể một người về phần một người khác đã mất đi cơ thể nguyên hồn lơ lửng ở khoảng không mấy cái vị thiên phu trưởng hơn một trăm bách phu trưởng đều kinh ngạc nhìn xuống phía dưới bởi vì quá kinh ngạc mà môi khẽ mở ra. Đứng tại chỗ là lâm tú của tam vệ, chỉ còn lại nguyên hồn là diêm long của thất vệ. Trận chiến kết thúc rất nhanh, nhưng mà kết quả hoàn toàn trái ngược với dự đoán của họ. Ôi trời, điều này làm sao mà có thể xảy ra vậy? Diêm Long thật sự thua rồi sao? Lâm Tú không phải là vừa mới thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 2 sao? Làm sao có thể là đối thủ của Diêm Long? đối với kết quả trận đấu này, mọi người vẫn không có giải thích được. Rõ ràng không lâu trước đó, hắn vẫn còn càng quét trong trận đấu của nguyên cảnh tầng 1. Mới chưa qua nửa năm vũ trụ, hắn có thể đánh bại Diêm Long ở nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Một thiên tài bình thường từ nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong tu luyện đến nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong cần ít nhất là 200 năm vũ trụ. Cho dù là thiên tài giỏi nhất của Diêm Tộc, cũng phải mất 100 năm vũ trụ. Trừ khi trong thời gian qua, hắn đã nhận được rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên này, cả thiên diêm tinh có rất ít chủng tộc có thể cung cấp. vào lúc này, bọn họ không có thể đoán được nhân tộc của Lâm Tú có phải là một chủng tộc rất lớn đang ẩn trốn hay không. Nếu không phải là chủng tộc lớn, rất ít khó để mà bồi dưỡng ra một cường giả như vậy chứ. Đối mặt với kết quả ngoài dự đoán, thiên phu trưởng nhất vệ cũng sững sờ một lúc lâu mở miệng nói tam vệ lâm tú thắng lâm tú bay trở về phía trên bao gồm cả những bách phu trưởng của tam vệ tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn diêm dân nhìn lâm tú yết hầu giật giật nhìn không được hỏi ngươi ngươi làm sao có thể làm được vậy đối với chuyện này lâm tú sớm có lý do nói ta dùng thiên diêm tệ lần trước thắng đổi thành nguyên tinh còn có một hành tinh xa xôi chiếm được một bảo vật hệ quả Dìm dần cũng không có hỏi lại, 10 triệu thiên diêm tệ còn lâu mới đủ để cho một người tiến vào nguyên cảnh tầng 2. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có được thực lực để đánh bại nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, hắn chắc chắn chiếm được rất nhiều tài nguyên trong thời gian ngắn. Nhưng mà nơi phát hiện ra tài nguyên chưa chắc đã giống như hắn nói. Trận đấu tiếp tục, quy tắc diễn võ rất tàn khốc, thua một trận sẽ trực tiếp bị loại bỏ mỗi một dòng so tài đều sẽ có một nửa người bị loại bỏ. Sau mỗi dòng, số trận cần thi đấu cũng sẽ ít đi. Sau khi mà Bách Phu Trưởng cuối cùng bị Lâm Tú đánh bại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cảnh này có vẻ quen thuộc nha. Không lâu trước, hắn còn chém giết trong diễn võ nguyên cảnh tầng 1. Không lâu sau, hắn quét sạch bốn phía trong diễn võ nguyên cảnh tầng 2. Từ khi bắt thần vệ thành lập diễn võ tới nay, không phải chưa có từng xảy ra tình huống này. Nhưng mà những người đó đều là con nối giỏi của nhân vật lớn của Thiên Diêm Tinh. Đến đây trải nghiệm vì muốn tìm kiếm sự kích thích. Nếu như không phải là vẻ ngoài của Lâm Tú, không giống Diêm Tộc, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy rồi. Trong lòng mấy thiên phu trưởng thậm chí nảy ra một ý nghĩ vô cùng dở dẫn. Hắn sẽ không giành vị trí đầu tiên của diễn võ Bách Phu Trưởng chứ. Bắt thần tinh trong khoảng thời gian gần đây, trước kính không gian của thành trì các dược đều dày kín người. Mặc dù bắt thần tinh rất an toàn, cũng thích hợp để mà tu luyện, nhưng mà trò giải trí ít đến đáng thường, cuộc sống cực kỳ nhàm chán và buồn tẻ. Thứ duy nhất có thể thêm một chút màu sắc cho cuộc sống nhàm chán này chính là các diễn võ của bác thần dễ. Bất kể là diễn võ của bác thần dễ hay là bách phu trưởng, thiên phu trưởng, dạng phu trưởng, kính không gian của các dực đều sẽ được chiếu theo thời gian thực tế, trước kính không gian cũng sẽ bị dây kính. Chương 1114 lại là hắn. Một nơi nào đó có một tòa thành trì làm bằng băng trong khu vực cư trú. Có không ít người băng ngồi dây quanh trước kính không gian xem trận chiến bên trong. Một người băng khổng lồ liên tục áp chế đối thủ làm cho bọn họ thất bại khiến cho mọi người reo hò. Ở một khu vực cư trú khác được bao phủ bởi thực vật. Một đám người cây cao lớn nhìn cơ thể của một người cây bị cháy thành tro dưới ngọn lửa. Trên khuôn mặt thù ráp như vỏ cây, khó che giấu được vẻ thất vọng. Ở một thành trì được xây dựng trong núi lửa, một lão già diêm ma tộc thông qua kính không gian. Nhìn thấy thế hệ trẻ của tộc mình thắng một trận, nhìn không được nói. Thủ tộc cấp thấp, không có xứng làm đối thủ của diêm ma tộc ta đâu. Lôi dực Thủy Dực, Phong Dực, các khu dực dân cư lớn cũng có rất nhiều cư dân chú ý đến tình hình chiến đấu trong kính không gian. Vào một khắc nào đó, trong kính không gian của các dực xuất hiện một bóng người, làm cho vô số chủng tộc trước kính không gian sửng sốt. Bóng người này hơi quen thuộc, có rất nhiều người cảm thấy hắn đã ở đâu đó. Một lát sau, trước vô số kính không gian, tiếng quang hồ vang lên không dứt. Lại là hắn. Tại sao mà hắn lại ở đây? Ta nhớ ra rồi, hắn ta tên là Lâm Tú, người giành vị trí đầu tiên của diễn võ trước Bắc thần vệ chính là hắn. Sao mà hắn có thể tham gia diễn võ bách phu trưởng được? Rất nhanh, các chủng tộc của vũ trụ trước kính không gian nhớ tới hắn. Hắn không phải là tướng sĩ nhân tộc đạt được vị trí thứ nhất của diễn võ Bắc thần Vệ sao? Hắn thật sự xuất hiện trong cái lần diễn võ này, có thể xuất hiện trong hình ảnh kính không gian, có nghĩa hắn đã đạt tới nguyên cảnh tầng 2, thăng cấp lên bách phu trưởng. Hơn nữa, đánh bại ít nhất 100 bách phu trưởng mới có thể cạnh tranh với bách phu trưởng mạnh nhất các khu vực. Còn lúc này, chỉ mới qua không có đến nửa năm vũ trụ so với diễn võ lần trước. Sự xuất hiện của Lâm Tú nhanh chóng trở thành tâm điểm trong mắt của các chủng tộc lớn. Chủ yếu do hai lần diễn võ cách nhau quá gần. Rất khó tin, cách đây không lâu, hắn vẫn là nguyên cảnh tầng 1 vậy mà lại có thể cạnh tranh với bách phu trưởng mạnh nhất của bắc thần tinh sao? Và hắn đã giành chiến thắng. Một bách vu trưởng đến từ thập dực, một thủy tộc nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong đã bị hắn dây trong một tấm lưới lửa, cơ thể bốc hơi. Nếu như không phải là hắn thương xót, họ có thể sẽ bị thương nặng rồi. Lần diễn võ trước, Lâm Tú rất nổi tiếng ở Bắc Thần Tinh, cũng khiến cho rất nhiều chủng tộc vũ trụ nhớ đến hắn lần xuất hiện này hắn lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý. Họ nhìn lần lượt hắn đánh bại đối thủ, dường như là đối thủ của hắn không phải là bách phu trưởng được lựa chọn kỹ, mà là tướng sĩ bắt thần dễ bình thường. Đồng thời, các chủng tộc vũ trụ đối với nhân tộc chưa từng gặp qua lại càng ấn tượng hơn. Trong lòng đã liệt nhân tộc và một trong những chủng tộc hùng mạnh không có thể triêu chọc. Mặc dù hầu hết nhân tộc vẫn còn sống trên một hành tinh nhỏ trong thiên hà xa xôi. Nhưng mà Lâm Tú dựa vào sức mình làm rạng danh nhân tộc. Đối thủ của hắn muôn hình muôn vẻ, không ai là kẻ yếu. Mỗi một bách phu trưởng đứng trên sân này chiến đấu vô cùng quanh liệt trong khu vực cư trú của mình. Là cường giả được chọn từ 100 người, năng lực của bọn họ cũng không có giống nhau. Tính cả diễn võ của bác thần vệ lần trước, đối thủ mà hắn gặp phải đã tập hợp đủ 8 loại năng lực ngũ hành phong lôi băng, về phần ánh sáng, bóng tối, không gian và niệm lực đều là chủng tộc khá đặc biệt, thiên diêm tinh không có. Những năng lực này Lâm Tú cũng có, cho dù không dễ dàng thể hiện ra, nhưng mà hắn cũng miễn dịch đối với những loại năng lực này. Bình thường Lâm Tú sẽ kiềm tốn, đánh tới đánh lui cùng với bọn họ, sau đó mới đánh bại bọn họ. Trước kính không gian vô số chủng tộc vũ trụ nhìn hắn đánh bại từng đối thủ. Tiến vào cái nhóm 100, 50, 20, 10, năm vị trí đầu của diễn võ Bách Phu Trưởng. Trong lúc không để ý, hắn đứng trên sân quyết chiến cuối cùng. Trong vòng chưa đến nửa năm vũ trụ, hai lần đứng trên chiến trường diễn võ. Trong gần 1.000 năm vũ trụ, hắn vẫn là người đầu tiên tất cả mọi người đang mong đợi liệu hắn có thể làm điều kỳ tích hay không. Đối diện với Lâm Tú là một bóng người cực kỳ áp bức. Đó là một nam tử dáng người cường tráng, thân thể của hắn ta cao khoảng 2 mét, nửa người trên trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn tạo thành một tam giác ngược. Toàn thân của hắn ta có màu tím, trên trán còn có hai cái sừng nhọn, là lôi lăng của lôi tộc. Nghe nói 100.000 năm trước, lôi tộc từ một tinh vực khác đến, tổ tiên của bọn họ là một nhánh của thiểm lôi tộc. Chim khổng tước chiếm tổ chim bồ câu. Đế quốc ngân lôi do thiểm lôi tộc thống lĩnh so với đế quốc thiên diêm còn mạnh hơn. Lôi tộc so với diêm tộc cũng không kém. Các người nói xem, Lâm Tú có thể đánh bại hắn ta, đồng thời đạt được vị trí đầu tiên ở hai lần diễn võ không? Rất rõ, tốc độ của lôi tộc chỉ có quan tộc mới đuổi kịp thôi. Từ lâu lôi lăng đã nói rồi, vị trí đầu tiên của diễn võ bắt phu trưởng nhất định là hắn. Ta nghe nói, sau cái lần diễn võ này, hắn sẽ chuyển đến thiên diêm tinh. Người ngoài nghị luận, làm tú không nghe được. Hắn nghiêm túc nhìn người đối diện, chỉ từ khí thế thì cảm giác áp bách của người đối diện thật sự rất mạnh. Lại là một người có thể đột phá nhưng đang áp chế tu diệt lôi lăng nhìn người đối diện trong lòng cũng rất cảnh giác. Danh tiếng của Lâm Tú, hắn ta sớm đã nghe nói qua. Trước trận thi đấu này, hắn ta đã coi hắn như một trong những đối thủ lớn nhất. Sừng nhọn trên trán của hắn ta có tia chớp lẻ lên liên tục. Bỗng nhiên, một tia sét to từ trong sừng nhọn của hắn ta nổ ra, bắn thẳng về phía người đối diện. Lực phá hoại của sấm sét xếp hàng đầu trong tất cả thần thuật, tốc độ gắn liền thần thuật ánh sáng chỉ dưới không gian ngoài chủng tộc của thành thuộc kim không có cơ thể chủng tộc nào có thể chống lại một đoàn này nhưng một đoàn kia không có đánh trúng lâm tú sấm sét mạnh thế kia chỉ đánh trúng mặt đất bên cạnh lâm tú tạo ra một cái hố sâu không thể đãi trước kính không gian rất nhiều chủng tộc kinh ngạc mở miệng hắn có thể trốn thoát sao không thể ai có thể tránh được sấm sét chứ trên chiến trường lôi lăng rất rõ ràng lâm tú không phải là trốn sấm sét kia cũng không ai có thể trốn thoát sấm sét chỉ hẳn dự đoán được đoàn tấn công của mình một đoàn này không trúng ngoài dự đoán của hắn ta nhưng mà cũng hợp lý nếu lâm tú không có bản lĩnh thì không thể có cơ hội đứng đối diện với hắn ta cả người hắn ta quá thành một tia sét cùng lúc đó cơ thể của lâm tú cũng quá thành một ngọn lửa ngọn lửa và tia sét da chạm tia sáng đỏ tím đang xen Trước các kính không gian, có vô số người tập trung nhìn cảnh này. Nhưng mà trong mắt của bọn họ, nhìn không thấy bóng dáng hai người, chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa vô tận, tia sét phun trào. Khi nào chỉ còn lại màu đỏ hoặc màu tím, thì cái trận chiến này mới có kết quả. Không biết qua bao lâu, trong hình ảnh, màu tím chói mắt kia bắt đầu rút đi. Từ chiếm một nửa hình ảnh, rất nhanh rút đến một vùng rất nhỏ, cho đến khi bị ngọn lửa màu đỏ nuốt chửng hoàn toàn. Điều này có nghĩa là gì? Tất cả không cần nói cũng biết, các dược của Bắc Thần Tinh giờ khắc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Vậy mà thật sự có người giành được vị trí đầu tiên của hai trận diễn võ liên tiếp. Vào thời điểm này, họ từng chứng kiến một quyền thoại. Thậm chí có người còn suy nghĩ, hắn có thể tham gia diễn võ thiên phu trưởng không lâu sau hay không? đã nửa tháng trôi qua rồi, kể từ khi mà diễn võ bách phu trưởng kết thúc. Chỉ có điều, bắt thần tinh không có ngày đêm, không có bốn mùa, cũng không có sự thay đổi thời tiết. Nửa tháng của trái đất, đối với cư dân của Bắc thần tinh cực kỳ ngắn ngủi. Trận chiến quyết định diễn võ bách phu trưởng dường như chỉ mới diễn ra. Bắt thần tinh, khu vực cư trú số 1. Lâm Tú đi vào thành trì trung tâm khu dân cư số 1, trong một tòa nhà hùng dĩ một gã bắt thần vệ đứng ở cửa nhìn thấy hắn, trong mắt lộ ra sự ngưỡng mộ, dỗ dàng tiến lên vài bước nhiệt tình nói, là Lâm Bách Phu Trưởng đúng không, ngài đến nhận công trạng sao? Lâm Tú gật đầu nói, ta đến nhận công trạng cũng thuận tiện thăng chức. Bắt thần vệ hơi sững sờ không tin nói, hả, Th thăng chức sao, ngài vừa đạt đến nguyên cảnh tầng 3 rồi sao? Lâm Tú gật đầu, trước khi mà diễn võ Bách Phu Trưởng hắn đã là nguyên cảnh tầng 2 đỉnh vong. Sau khi thắng 100 triệu thiên diêm tệ, hắn lại càng giàu có hơn. Hắn đã chi 5 triệu thiên diêm tệ, 1 triệu một viên nguyên tinh nguyên cảnh tầng 3. Dùng khoảng 5 viên, hắn đột phá lên nguyên cảnh tầng 3. Không có 100 triệu thiên diêm tệ này, hắn có thể còn phải tu luyện thêm nửa năm, thậm chí một năm nữa. Việc thăng chức của bác thần vệ có tiêu chuẩn cứng nhắc. Nguyên cảnh tầng 3 một nghìn công trạng, đồng thời thỏa mãn thì mới có thể thăng cấp là thiên phu trưởng. Đạt được đại ngộ của thiên phu trưởng, không ai có thể ngăn cản. Một lúc sau, bên trong một đại điện, một lão giả đang tra một cuốn sách thật dày nói, 193 dựt cư trú, tạm thời không có vị trí thiên phu trưởng trống. Thiên phu trưởng Diêm Trần của tam vệ dựt số 73 của các người đã bế quan rất lâu. Người trước tiên tạm thời thay hắn giữ vị trí thiên phu trưởng, đợi đến khi hắn xuất quan sẽ sắp xếp sao. Chương 1116, Cô Đơn Khắc Sâu Lâm Tú hơi sửng sốt, trước khi thiên phu trưởng bế quan đã giao tam về cho hắn, nhưng mà giao cho hắn không phải là đưa cho hắn chứ. Nếu mà hắn ta xuất quan, mình phải giải thích thế nào đây? Tuy nhiên, Lâm Tú nghĩ lại, trong vòng 5 năm, thiên phu trưởng có lẽ sẽ không xuất quang chỉ cần cho hắn 3-4 năm, hắn có thể đạt đến nguyên cảnh tầng 4, có thể thăng cấp lên dạng phu trưởng. Khi đó, vị trí thiên phu trưởng của Tam Vệ vẫn sẽ để trống. Đến lúc đó, nếu thiên phu trưởng không có đột phá, hắn ta sẽ tiếp tục làm thiên phu trưởng của hắn ta. Nếu như hắn ta đột phá, cũng sẽ không cần vị trí kia. Hắn cũng không tính là thừa dịp vắng mà bước vào. Chim khổng tước, chiếm tổ chim bồ câu sao. Dựt số 73, Tam Vệ khi mà Lâm Tú mặc áo giáp màu bạc đi vào đại doanh của Tam Vệ. Mười bách phu trưởng bao gồm cả Diêm Dân, một nghìn bắt thần vệ, lập tức quỳ gối xuống đất hét lớn, tham kiến thiên phu trưởng. Diêm Dân ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, không còn sự chênh lệch tâm lý như lúc trước. Khi mà Lâm Tú vượt qua hắn ta một chút, hắn ta sẽ đố kỵ xúc động. Nhưng khi Lâm Tú bỏ xa hắn ta ở phía sau, sự đố kỵ trong lòng của hắn ta sớm biến mất không còn nữa. Hắn ta nhìn con đường của Lâm Tú đang đi, có thể đoán trước được trong tương lai không xa, hắn nhất định trở thành người có ảnh hưởng đến một khu vực. Ngay cả thiên phu trưởng, thậm chí dạng phu trưởng cũng sẽ phải ngước nhìn bóng lưng của hắn. Hắn ta tất nhiên không phải là đố kỵ gì. Lâm Tú giờ tay lên, ý bảo mọi người đứng dậy. Đối mặt với đồng đội và đồng sự ngày xưa, hắn không có bày ra dáng vẻ thiên phu trưởng. Nhưng mà hắn nhìn ra, trong lòng của đám người diêm dân, đã xem hắn là người thừa kế của một chủng tộc vũ trụ thần bí nào đó. Không chỉ bọn họ, hầu hết mọi người bắt thần tinh đều cho rằng như vậy. Chỉ cần Lâm Tú không có giải thích, nhân tộc luôn là một chủng tộc thần bí và hùng mạnh. Điều này cũng có thể giải thích cho tốc độ tăng trưởng sức mạnh của hắn. Nếu như có đủ tài nguyên, đừng nói hắn có thể liên tục tham gia hai lần diễn võ đạt được vị trí thứ nhất. Cho dù tham gia bốn lần cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Bao gồm cả thiên diêm tinh, những người thừa kế chân chính của những tinh vực lớn có thể đạt đến nguyên cảnh tầng năm trong thời gian rất ngắn. Nếu so với những người đó, tốc độ tăng lên của hắn cũng không khoa trương như vậy. Chính vì cái chuyện này cũng không có mới lạ gì trong vũ trụ, lãnh đạo quân Bắc Thần chỉ hỏi chuyện về nhân tộc, cũng không nghiên cứu sâu. Rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ đều không có muốn tiết lộ vị trí của mình. Cho dù là đế quốc thiên diêm cũng sẽ không truy cứu đến cùng, trừ phi là bọn họ có kế hoạch xâm lược chủng tộc này. Rời khỏi quân doanh, Lâm Tú cũng không có vội vàng đóng cửa tu luyện. Hắn đổi một phần thiên diêm tệ được thưởng thành các loại tài nguyên, sau đó đưa cho các nàng trở lại trái đất so với các chủng tộc khác trong vũ trụ, nhân tộc vẫn quá yếu. Cho đến nay, người có thể đi ra khỏi trái đất cũng chỉ có nhà của Lâm Tú. Những tài nguyên này có thể cho Tiết Lão, chủ gánh hát, sư phụ của Linh Quân và cha của Na Tháp Toa để cho họ bước vào nguyên cảnh. Hiện giờ Lâm Tú đã giàu có, có thể trang bị cho bọn họ một cái vòng tay không gian. Như vậy về sau có thể giao cho bọn họ nhiệm vụ khai thác tài nguyên trên hệ mặt trời. Lâm Tú không có trực tiếp để cho bọn họ đến bắt thần tinh. Trước khi hắn có được thực lực để mà thực sự đứng vững vẫn không có nên tiết lộ thì tốt hơn. Hắn đã chọn được một tòa nhà mới cho những cường giả của nhân tộc. Nhưng mà hắn muốn trở thành dạng phu trưởng trước, hơn nữa còn giành được chiến thắng trong diễn võ. Ở lại trái đất nửa tháng, Lâm Tú mới trở về bắt thần tinh. Ngoài việc tu luyện của mình, hắn còn đặt một phần sức lực vào diện trợ giúp các nàng tăng lên tu vi. Diễn võ lần trước, Bách Phu Trưởng ban thưởng lên đến 100 triệu thiên diêm tệ. Số tiền này dùng trên người của Lâm Tú cũng không có trợ giúp quá lớn đối với việc tăng tu vi của hắn, nhưng mà lại đủ để đưa Thải Y, A Kha, Minh Châu lên nguyên cảnh. Bây giờ nhìn thấy các nàng lại nghĩ về hắn và Linh Quân trước kia, Lâm Tú không khỏi hơi xúc động với tài nguyên trước mắt, tài nguyên dường như là không còn quan trọng nữa. Nếu nhân tộc có thể chiếm trọn một tinh vực thì cũng có thể trở nên hùng mạnh như diêm tộc trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên hiện tại vẫn phải để cho bọn họ đi ra giải ngân hà trước. Vì muốn cho nhân tộc có một hành tinh có thể sinh sống được, Lâm Tú cần phải trở thành dạng phu trưởng trước. Điều này có nghĩa là hắn cần phải tích lũy nhiều công trạng hơn để mà thăng cấp lên dạng phu trưởng yêu cầu đối với công trạng cũng nhiều hơn. Lâm Tú dự định cho dù hắn có thể đoạt được thiên phu trưởng trong diễn võ lần thứ nhất, thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 4 cũng không có thể tích lũy đủ công trạng để thăng cấp lên dạng phu trưởng. Chương 1117 Cô Đơn Khắc Sâu Để có được công trạng bình thường có 3 cách. Tham gia diễn võ, đây là cách có thể thu hoạch được công trạng với số lượng lớn. Ngoài ra Đóng góp rất lớn cho bắt thần tinh Hoặc là đế quốc thiên diêm Cũng có thể đạt được công trạng Cách thứ ba chính là có lý lịch Thiên phu trưởng Coi như là không có làm việc gì Mỗi năm vũ trụ sẽ tích lũy Một số công trạng nhất định Chỉ cần có đủ số năm Và thực lực đạt yêu cầu Cũng có thể thăng cấp Cách thứ ba đối với làm tú Thì quá dài Lý lịch thuần túy sẽ mất ít nhất là 100 năm vũ trụ Hẳn không có nhiều thời gian như vậy Lâm Tú đang đi ở đầu đường khu vực cư trú số 1, vừa đi dạo vừa suy nghĩ khả năng nhanh chóng để mà thu hoạch được công trạng. Vô tình đi đến một chỗ gần thiên diêm điện. Một vị tộc đầu phẳng trong tay cầm một viên nguyên tinh từ thiên diêm điện đi ra với vẻ mặt buồn bực. Hắn ta đã mất rất nhiều thời gian ngưng tụ ra một viên nguyên tinh, cầm đến thiên diêm điện để mà bán, muốn đổi thành một ít thiên diêm tệ để có thể tiếp tục sống ở đây. Nhưng mà nơi này giá cả quá thấp. Một viên nguyên tinh chỉ trả cho hắn ta có 4.000 thiên diêm tệ. Giá đo thấp hơn nhiều so với giá mà hắn ta mong muốn. Hơn nữa, 4.000 thiên diêm tệ này còn phải nộp thuế một nửa rồi. Lúc này, có một vị tộc khác từ cách đó không xa tiến lại gần nói vị bằng hữu này, ngươi muốn bán nguyên tinh sao? Thấy ngươi vừa mới tới, ngươi muốn bán nguyên tinh, không có thể chọn cửa hàng bắt thần tinh được đâu ta dẫn người đến một chỗ tốt, một viên nguyên tinh, ngươi có thể bán được ít nhất 8.000 thiên diêm tệ, hơn nữa không cần phải nộp thuế. Có chuyện tốt như vậy, chủng tộc vũ trụ muốn bán nguyên tinh rất nhanh đã đi theo cái tên dị tộc kia. Lâm Tú thấy chủng tộc vũ trụ kia bị tinh tạc lừa đi, không khỏi cảm thấy những dị tộc vũ trụ này thật là đơn thuần. Có biết bao nhiêu người mới trong vũ trụ rất vất giả mới đạt đến nguyên cảnh tích góp tiền ở lại Bắc Thần Tinh, họ tràn đầy chờ mong với tương lai. Nhưng mà không lâu sau, họ đã mất mạng trong tay của tinh tặc. Mấy trăm năm tu luyện trong nháy mắt đã mất hết rồi. Những cái tên tinh tặc này nên bị chém chết bằng ngàn đao. Lần thứ hai nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Tú nảy ra một suy nghĩ: Tinh tặc đang hoạt động trên Bắc Thần Tinh, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của cư dân Bắc Thần Tinh mỗi người đều có trách nhiệm chiến đấu với bọn chúng. Nếu có thể chống lại làn sóng trộm cắp, có thể coi như là góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định của Bắc Thần Tinh. Mặc dù các vệ đều không thích tinh tặc, nhưng mà những tinh tặc này làm việc rất là cẩn thận. Khi có Bắc Thần Vệ, bọn họ không xuất hiện. Bắc Thần Vệ bình thường cũng không có thể nhận ra tinh tặc chỉ bằng cái liếc mắt. Họ không có, nhưng mà Lâm Tú có. Không lâu sau đó, bên ngoài Bắc Thần Tinh, một nơi nào đó trong dành đai của một hành tinh nhỏ. Khi mà Lâm Tú dùng tay, bốn tinh tạc nguyên cảnh tầng 1 quá thành tro tàn trong biển lửa. Ngay cả nguyên hồn chưa kịp chạy thoát, đã hóa thành nguyên lực tinh khiết nhất. Ngân tụ bốn viên nguyên tinh trong tay của Lâm tủ. Người dị tộc vũ trụ kia cho rằng tính mạng của mình khó bảo toàn, thì vào cái thời điểm nguy hiểm nhất, bỗng nhiên được cứu. Sau khi mà sống sót qua tai nạn cả người quán hắn ta nằm sắp trên mặt đất, liên tục cảm ơn Lâm Tú. Lâm Tú xua tay nói, sau này đừng có dễ dàng tin vào người khác như vậy, có giao dịch gì tốt nhất nên thực hiện trên bắt thần tinh. Cho dù ngươi đi chợ đen, không có thực lực gì cũng sẽ bị tinh tặc theo dõi. Sau khi một người dị tộc cảm ơn, Lâm Tú đưa hắn về bắt thần tinh. Một lúc sau, khu vực cư trú số 73 ở một tòa thành nào đó một nhóm thiên diêm vệ đi qua con đường. Diêm dân đi bên cạnh Lâm Tú, hắn ta không biết hôm nay thiên phu trưởng xảy ra cái chuyện gì. Ngày thường hắn đã lâu rồi không có đến đại doanh, hôm nay có hứng thú đi tuần tra cùng với bọn họ. Hắn ta đang phân tâm, Lâm Tú chỉ tay về một người dị tộc đang lang thang bên ngoài thiên diêm điện nói. Bắt lấy hắn. Diêm dân hơi sững sợ, không biết tại sao thiên phu trưởng lại ra lệnh như vậy người dị tộc kia không hề làm gì, cứ bắt hắn như vậy không có lý do gì sao? Mặc dù bắt thần vệ có quyền lực rất lớn nhưng mà cũng không có thể tùy ý làm bậy. Tuy nhiên, Diêm Dân không có hỏi nhiều, hắn chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của thiên phu trưởng là được. Hắn dùng tay, mấy tên bắt thần vệ lập tức dây quanh dị tộc mà làm tú chỉ. Dị tộc hoang mang trong chốc lát, trong mắt hiện lên sự kinh sợ. Hắn ta cố gắng bình tĩnh bối rối nói đại nhân, các ngài đang làm cái gì vậy? Lâm Tú nhìn Diêm Dân nói, mang hắn về đại doanh, thẩm vấn hắn. Hắn đứng ở đây rất lâu, nhưng mà vừa không có mua đồ, vừa không bán đồ. Ta nghi ngờ hắn, chính là tinh tặc. Chương 1118, Cô Đơn Khắc Sâu Nghe được hai chữ tinh tạc, trong mắt của người dị tộc lộ vẻ bối rối. Trong lòng của Diêm Dân khẽ động, biểu cảm của vị tộc này quả thật hơi kỳ lạ. Hắn bắt về tam vệ, dùng một ít thủ đoạn, tinh tặc này lập tức thừa nhận thân phận của mình. Vì muốn được xử lý nhẹ nhàng, hắn ta còn khai ra vị trí của bốn đồng bọn hắn. Đáng thương cho bốn tên khác, còn bên ngoài bắt thần tinh, chờ đồng đội mang con mồi về, nhưng mà đối phương lại mang về một trăm bắt thần vệ. Bắt hết bốn cái tên trộm khác, trong doanh trại của tam vệ Diêm dân nhìn Lâm Tú vô cùng kinh ngạc hỏi. Thiên phu trưởng làm sao mà ngài biết hắn là tinh tạc giấy? Lâm Tú không có giải thích nhiều mỉm cười nói. Trực giác. Tuy rằng Diêm dân không biết trực giác là cái gì. Nhưng tiếp theo Lâm Tú liên tục nhận năm cái tên tinh tạc nữa. Tướng sĩ của Tam Vệ tiêu diệt sạch năm băng đảng trộm cắp nhỏ. Hắn vô cùng khâm phục Lâm Tú. Những vị tộc kia ở trong mắt hắn đều không khác gì những cái công dân bình thường thôi. Hắn thậm chí không phân biệt được khuôn mặt của bọn họ. Nhưng mà thiên phu trưởng có thể dựa vào trực giác, liếc mắt một cái, nhìn thấu thân phận của bọn họ. Chuyện diêm dân không biết, tên trộm ẩn nắp ngoài bắt thần tinh cũng không biết. Bọn họ chỉ biết được những cái tên trộm bình thường hoạt động ở dược số 73 đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Mà những cái tên trộm đi vào dược số 73 cũng rất nhiều, nhưng mà không có ai đi ra sau một lúc hỏi thăm họ mới biết được trong khoảng thời gian này tam vệ của dược số 73 đang truy quét những tên tinh tặc đã có mấy trăm tên tinh tặc rơi vào trong tay của bọn họ trong nhất thời dược số 73 lập tức trở thành khu vực của đám tinh tặc không có bất kỳ tên trộm nào dám mạo hiểm hoạt động ở khu vực này tình trạng này kéo dài rất lâu khiến cho rất nhiều chủng tộc vũ trụ ở các dược khác hết hạn cư trú. Khi mà lựa chọn lại khu vực cư trú, đều là lựa vực số 73. Một số người mới lần đầu tiên đến Bắc Thần Tinh cũng càng sẵn sàng lựa chọn nơi này. Điều này trực tiếp khiến cho số lượng dân cư ở vực này tăng dọt, thậm chí còn phải tạm thời xây thêm mấy cái tòa thành. Bắc Thần Tinh tất nhiên hy vọng thu hút được nhiều người định cư ở đây hơn. Điều này có thể mang lại cho bọn họ nhiều dân cư thì thuế sẽ càng nhiều hơn giữa các dực cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Trong cuộc chiến chống lại những cái tên tinh tặc, thành tích của Tam Vệ đã làm gương cho các dược khác. Được dược chủ khen ngợi, toàn bộ tướng sĩ của Tam Vệ đều nhận được một khoản công trạng. Lâm Tú là thiên phu trưởng Tam Vệ tăng thêm 2.000 công trạng. Tuy rằng khoảng cách thăng lên chức dạng phu trưởng vẫn còn xa, nhưng mà tích ít thành nhiều sẽ có một ngày tích góp đủ thôi. Công trạng của các tướng sĩ của Tam Vệ đối với những tinh tặc lại là tai nạn. Bên ngoài Bắc Thần Tinh, trên một hành tinh nhỏ, trong một khu chợ đen bí ẩn, các giao dịch bình thường vẫn đang diễn ra. Những người mua và người bán để mà tránh thuế phải chọn địa điểm giao dịch ở đây. Chỉ là bọn họ không biết rằng trong bóng tối có vô số đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào họ. Bên trong Bắc Thần Tinh, các dược đều đang chống lại những cái tên tinh tặc mức độ nguy hiểm của hoạt động ở đó rất cao. Tên trộm tụ tập trong chợ đen cũng càng nhiều hơn. Dưới bóng của nham thạch khổng lồ, mấy người nhỏ giọng trao đổi. Rốt cuộc đang xảy ra cái chuyện gì vậy? Tại sao mà thân phận của bọn họ lại có thể bại lộ chứ? Chẳng lẽ có kẻ phản bội tổ chức sao? Lại là dược số 73, lần trước tên kia còn chưa có bắt được, lại xảy ra cái chuyện này. Các người chờ ở đây, quan sát cẩn thận, thu thập tin tức. À, sẽ trở về bẩm báo. Gần đây những cái tên trộm vũ trụ bị tổn thất nặng nề, thủ lĩnh của bọn trộm phụ trách việc này không thể ngồi yên, cứ tiếp tục như vậy thuộc hạ của hắn thật sự không còn lại mấy người, hắn nhất định phải trở về một chuyến bẩm báo chuyện này lên. Thuận tiện xin thêm một ít thuộc hạ. Ở một góc chợ đèn khác có một người đang chậm rãi lựa chọn hàng hóa, xung quanh có dù số tiếng nói truyền vào trong tai của hắn. Lâm Tú lọc từng tiếng một. Hai năm trước, Lâm Tú đã thề rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ phá hủy cái tổ chức của những tên trộm này. Hắn vốn dự định đợi đến khi có đủ thực lực thì tự mình làm. Nhưng mà hiện tại hắn cần công trạng để mà thăng cấp cho nên đành phải tiến hành kế hoạch trước. Một bóng người rời khỏi chợ đen, ánh mắt của Lâm Tú quét qua, lặng lẽ đi theo. Đó là một tên tinh tặc nguyên cảnh tầng 3, Mặc dù trong tổ chức tinh tặc, nhưng mà cũng coi là một thủ lĩnh nhỏ. Thủ lĩnh tinh tặc này bay ra khỏi chợ đen với một tốc độ cực nhanh. Hắn ta xác định không có người đuổi theo mới ngẫu nhiên chọn một hành tinh nhỏ đáp vào trên đó. Trong tay của hắn ta xuất hiện một viên đá không gian, dường như là muốn thực hiện dịch chuyển không gian. Chương 1119: Cô đơn khắc sâu. Đúng lúc này một làng sương mù đen bất ngờ xuất hiện bao vây hắn ta. thân thể của hắn ta chạm vào cái làng sương mù đen đã bị cắn nuốt trong nháy mắt. Biến cố xảy ra bất ngờ làm choáng ta kinh hãi đến cực điểm, nguyên hồn ra sức chạy trốn. hắn ta đang muốn chạy trốn thì trong khoảng không bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như băng cố định. nguyên hồn của hắn ta bị cố định trong khoảng không không có nhúc nhích được, ngay cả suy nghĩ cũng ngưng trệ một bóng người hiện ra, năng lực cướp đoạt của Lâm Tú hoạt động. Tên tinh tặc đang ở nguyên cảnh tầng 3, nguyên lực trong cơ thể của hắn ta trôi đi rất nhanh. Hắn ta nhanh chóng rơi từ nguyên cảnh tầng 3 xuống nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Sau đó là giai đoạn đầu của tầng 2, rồi nguyên cảnh tầng 1, linh cảnh tầng 8. Khi mà Lâm Tú bước vào nguyên cảnh tầng 3, hắn hầu như không có đối thủ ở cảnh giới này. Nếu hắn đánh lén dường như không ai có thể chạy thoát được lâm tú không có trực tiếp giải quyết hắn ta mục tiêu của hắn không phải là tên thủ lĩnh tinh tặc này khi mà thực lực của đối phương rơi xuống linh cảnh hắn ta chính là con cừu non chờ làm thịt trong tay của hắn lâm tú kích hoạt quyển thuật nhìn vào trong mắt của hắn ta thẳng nhiên hỏi hang ổ của các ngươi ở đâu chứ hang ổ của tinh tặc là một bí mật tuyệt đối cho dù những cái tên tinh tặc thì chỉ có nguyên cảnh tầng 3 đến thủ lĩnh mới có tư cách tiếp xúc. Thủ lĩnh nhỏ của bọn trộm này chắc chắn sẽ không có tiết lộ. Nhưng giờ phút này, ý thức của hắn ta không có thuộc về chính hắn ta nữa. Theo thực lực tăng lên, các loại năng lực của Lâm Tú cũng tăng lên theo. Điều này làm cho hắn gần như không có gì là không làm được. Rất nhanh, thủ lĩnh của đám tinh tặc nhỏ này tự mình nói ra hang ổ của những tên tinh tặc ở Bắc Dược vị trí hang ổ của bọn chúng cũng không có dễ tìm cần phải thực hiện năm lần dịch chuyển không phải là khoảng cách nơi đó xa mà là phải giữ bí mật dù sao đế quốc thiên diêm không tiêu diệt những cái tên tinh tặc không phải là bởi vì bọn họ quá mạnh mà là do vũ trụ quá lớn khó có thể tìm được bọn họ sau khi mà hỏi ra cách đi ra ngoài hang ổ của bọn họ lâm tú lập tức giải quyết tên thủ lĩnh mà cơ thể của hắn biến đổi rất nhanh đã biến thành dáng vẻ của một tên tinh tặc này. Lâm Tú cầm vòng tay không gian của hắn ta, sau đó tìm được một cái nút không gian, lựa chọn dịch chuyển. Cơ thể của hắn biến mất trong nhảy mắt, sau đó xuất hiện ở một hành tinh xa lạ. Lâm Tú không biết đây là đâu, đập vào mắt của hắn ta là một vùng đất hoang vắng. Nhiệt độ bề ngoặt của hành tinh này cao tới hơn 1 độ, khắp nơi đều là núi lửa đang phun trào, trong không khí tràn ngập mùi gây mũi Lâm Tú phi rất nhanh trên bề mặt hành tinh này hắn đã nhanh chóng đi tới trước mặt của một ngọn núi lửa có hình dạng kỳ lạ mặt ngoài núi lửa gồ ghề có rất nhiều cửa hàng Lâm Tú căn cứ theo lời thủ lĩnh tinh tặc nói tìm được một cái cửa hàng hắn bay vào ở trong cùng của hang động hắn phát hiện ra một cái cổng không gian nhỏ hắn đi qua cổng không gian dịch chuyển một lần nữa lần này Lâm Tú vừa xuất hiện, phát hiện mình đang ở dưới đáy biển. Xung quanh hắn có một số sinh vật dưới nước to lớn, cơ thể loài lớn nhất có thể lên đến hàng trăm mét, giống như một con cá khổng lồ hung dữ. Lâm Tú đúng lúc dịch chuyển đến miệng con cá khổng lồ mấy chục mét, nó há to cái miệng đầy máu, hàm răng sắc bén, cắn về phía hắn. Lâm Tú chỉ thẳng nhiên nhìn nó, cái miệng to lớn con cá khổng lồ dưng ở chỗ đó sau đó chậm rãi lui về phía sau, ra sức dễ đùi bơi đi, cũng không có quay đầu lại. Trong vòng hàng nghìn mét xung quanh hắn, tất cả sinh vật nhanh chóng bỏ đi. Lâm Tú đi tới mặt biển, phát hiện đây là một hành tinh bị bao phủ bởi hải dương. Hơn 9 phần lục địa đều ở dưới mặt nước. Thỉnh thoảng có vài hòn đảo rải rác nhô lên khỏi mặt nước. Lâm Tú tìm hồi lâu mới tìm được vị trí cánh cổng dịch chuyển thứ hai không gian dao động một chút, hắn rất nhanh biến mất khỏi hành tinh này. Không biết qua bao lâu, trên một hành tinh nhỏ nào đó, ở sâu trong một thiên hà bất thường của Bắc Dược Thiên Diêm Tinh, bóng dáng của Lâm Tú từ trong một cổng dịch chuyển xuất hiện. Hai bên cổng dịch chuyển có hai chủng tộc vũ trụ nguyên cảnh tầng 1, nhìn hắn. Lâm Tú lấy một vật từ trong vòng tay không gian của tên trộm kia vừa lục soát được ra. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó một người trong đó nói, mời đại nhân giao vòng tay không gian ra. Sắc mặt của Lâm Tú vẫn như bình thường, chủ động giao vòng tay không gian ra. Đây là hang ổ của đám tinh tạc ở Bắc Dược. Bọn chúng rất là giấc giả để mà che giấu chỗ này. Lâm Tú trải qua 5 lần dịch chuyển, đi qua mấy hành tinh. Mỗi cổng dịch chuyển trên các hành tinh đều là rất bí mật. Các bạn vừa nghe xong tập 101 Biệt tú công tử truyện Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thần ái chào tạm biệt